Đối với đường cong thì chúng ta có các hợp liên sau đây. Và đường cong thì chúng ta biết đó là cái sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của tập thể người lao động nhằm giải quyết các tranh chấp lao động tập thể. Về đặc điểm thì chúng ta thấy là đình công nó sẽ thông qua sự ngừng việc của người lao động và do tập thể người lao động tiến hành. Nó luôn luôn có tính tổ chức. Đi liền với đình công sẽ là các yêu sách do người lao động đưa ra. Hiện nay thì chúng ta thấy là có thể phân loại đình công dựa trên các cái căn cứ. Nếu căn cứ vào phạm vi thì chúng ta có thể phân loại thành đình công doanh nghiệp và đình công bộ phận. Nếu căn cứ vào tính hợp pháp thì chúng ta lại phân loại thành đình công hợp pháp và đình công bất hợp pháp. Những cái trường hợp bị xem là đình công bất hợp pháp thì được quy định cụ thể tại Bộ luật Lao động. Về trình tự thủ tục để tiến hành đình công thì chúng ta thấy trước hết ban chấp hành công đoàn hoặc là đại diện tập thể người lao động phải thực hiện các việc lấy ý kiến của người lao động trong đơn vị, trong doanh nghiệp để đình công, và việc lấy ý kiến này thì phải thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật. Sau khi đã lấy ý kiến của người lao động và đạt cái tỷ lệ pháp luật quy định thì ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc là đại diện tập thể người lao động sẽ ra cái quyết định đình công cũng như lập cái bản yêu cầu. Thế thì ít nhất là 5 ngày trước ngày bắt đầu đình công thì ban chấp hành công đoàn hoặc là đại diện tập thể lao động phải cử đại diện để trao cái quyết định đình công cũng như các bản yêu cầu cho người sử dụng lao động, đồng thời gửi cho cơ quan lao động cấp tỉnh và liên đoàn lao động cấp tỉnh. Nếu mà đến thời điểm bắt đầu đình công đã được báo trước mà người sử dụng lao động không chấp nhận giải quyết các yêu cầu thì ban chấp hành công đoàn cơ sở hoặc đại diện tập thể lao động sẽ tổ chức và lãnh đạo cuộc đình công. Thì hiện nay tòa án nhân dân cấp tỉnh được quy định là cơ quan có thẩm quyền xem xét về cái tính hợp pháp của cuộc đình công. Nếu mà tòa án đã ra quyết định là cuộc đình công bất hợp pháp thì tập thể người lao động phải lập tức quay trở lại làm việc chậm nhất là một ngày sau ngày tòa án công bố quyết định. Thế thì như vậy chúng ta đã thực hiện xong cái việc ôn tập đối với cái bài giải quyết tranh chấp và đình công. Thế thì như vậy chúng ta với một cái thời lượng ngắn ngủi chúng ta đã cố gắng hệ thống hóa lại tất cả các cái nội dung của bài học. Thì đi từ bài thứ nhất cho đến bài thứ 9. Hai bài cuối đó là vai trò công đoàn và quản lý nhà nước thì các anh chị có thể tự đọc thêm ở trong Bộ luật Lao động. Thế thì chúng tôi hy vọng rằng là cái buổi ôn tập này có thể giúp cho các anh chị đạt kết quả tốt hơn trong cái kỳ thi tốt nghiệp đến. Xin chúc các anh chị thành công.